ai khác. Chúng ta vào trong ngó nghỉ. À, thế là ai khác còn quyến luyến bóng hình xưa. Vậy thì được. Ủa sĩ, hãy đỡ nàng giả sơn, tìm bắt ai khác đến về chém đầu lập tức. Quan quan bệ hạ ơi, sen xa hồ, sen cố hồ, cạn lưu xa đào, lưu ngã đào nghiêng. Bệ hạ nói nào rẻ thúy chiều nguyên. Nàng đã từ chối điện ngọc cung sơn, bệ hạ đừng dùng quyền quy. Làm vợ của hoàng tử A Lý Khang. Dạ dạ muôn tàu. Ê nè nè nè, mày đừng có nói điên. Người ta yêu nhau với tất cả tâm thành, xin bệ hạ từ mà ban cho sắc lệnh cho hai người họ lấy nhau. Thôi được, ái khanh tay vào trong an nghỉ. Ai ai ai, mày chạy đi đâu? Trời, con chạy đi tìm ai đi kiếm ai? Trời ơi, thấy ai đó mà không thể cất tiếng kêu, ai biết ai khổ mình không một lời than cho thấu tới thiên đình. Có đồng thương xót cho một mối tình tan vỡ, vì dòng bao ngày bao tháng bỗng trôi xuôi. Trời ơi, tay đó mà giữ tay không chạm tới, than mặt nhau mà không thốt được thành câu. Dách nào ngăn mà chẳng được kề đôi, tường nào chẳng lối với tình chia đôi ngả. Kìa, ông là ai? Tại sao lại hiểu được lòng tôi? Phải rồi, tay đó mà dễ tay không chạm tới. Trời đất ơi, nó nổ điên lên rồi đó. Đừng có nói bậy mà nó chết cha nghe con. Tâm sự của bà nói lòng của ông, tâm sự nỗi lòng của bà, tại sao mang nhiều chua chắc cũng như kẻ đã chịu nhiều chua chắc như tình. Tình chỉ cho đi chớ nào mong được thu hồi. Ai ai có tình yêu cho tôi xin một ít, chờ túi ân tình nó cạn đáy từ lâu. Ông Mi Ba nè, ông có tình yêu nhiều lắm. Ông nó ban tôi tình phụ tử, rồi ông suối tôi đóng vua giả đoạt ngai vàng, trang trí mặt mày để diễn con lớp thề điên. Thế rồi